Nam Thư hào quang đến muộn nhờ chuyển sang diễn hài, chia tay người yêu 6 năm chỉ trong 3 phút. Nam Thư sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước đây Nam Thư vốn là một diễn viên điện ảnh, nhưng không được nhiều khán giả nhớ mặt biết tên. Mà đến khi nữ diễn viên tham gia chương trình Hài Xuyên Việt thì mới để lại ấn tượng. Những ngày qua, cái tên Nam Thư bỗng chốc gây xôn xao với nhiều khán giả xem truyền hình bởi sự kiện cô thay thế MC Cát Tường dẫn dắt chương trình thực tế Bạn Muốn Hẹn Hò. Cụ thể mới đây nhất ở số 489, diễn viên hài Nam Thư bất ngờ thay thế người tiền nhiệm là MC Cát Tường và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông khán giả khẳng định Nam Thư kém duyên, pha những miếng hài nhưng tạo cảm giác khó chịu chứ không gây cười. Trước những phản ứng của khán giả, phía Nam Thư chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên thập tứ cô nương khẳng định sự xuất hiện của Nam Thư trong Bạn Muốn Hẹn Hò là yêu cầu từ đơn vị nắm format gốc của chương trình. Nam Thư cho biết cô không phải là người thay thế mà chỉ là một nhân tố mới bổ sung thêm để có thể mang đến màu sắc độc đáo cho chương trình. Sau sự việc, Nam Thư cho biết bản thân cảm thấy khá buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực từ phía khán giả. Bản thân Nam Thư đã lường trước được vấn đề phản ứng từ phía khán giả, tuy nhiên cô vẫn gặp phải rất nhiều áp lực. Nam Thư cho rằng bản thân đã cố gắng thay đổi rất nhiều khi đảm nhận vị trí mới tại Bạn Muốn Hẹn Hò. Theo đó, cô đã cố gắng tiết chế bản thân trở nên dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều. Nam Thư cũng mong muốn khán giả hãy dành thêm thời gian để nhìn nhận khả năng cũng như những cố gắng của cô trong thời gian sắp tới. Nam Thư sinh năm 1987, sinh ra tại Vũng Tàu, tên thật là Trần Nam Thư. Cô được nhiều khán giả biết đến biệt danh là Kiều Nữ Làng Hài. Nam Thư sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước đây Nam Thư vốn là một diễn viên điện ảnh nhưng không được nhiều khán giả nhớ mặt. Mãi đến khi nữ diễn viên tham gia chương trình Hài Xuyên Việt mới để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Nam Thư được biết đến là bạn học cùng lớp với MC Trấn Thành, diễn viên Lê Bê La. Trong khi bạn học nổi tiếng nhiều năm nhưng Nam Thư đang là diễn viên chưa có nhiều tên tuổi tại sân khấu Nụ Cười Mới. Năm 2015, Nam Thư đăng ký tham gia chương trình Cười Xuyên Việt để lại nhiều dấu ấn với tiểu phẩm hài Đòi Nợ. Trong tiết mục dự thi của mình, Nam Thư khéo léo chọn nội dung phản ánh đúng vấn đề xã hội bấy giờ. Đó là nạn đa cấp kết hợp trò quay số lô tô. Chính sự khéo léo lồng ghép của Nam Thư đã khiến khán giả thích thú và dần nhớ mặt nhớ tên Nam Thư. Không những vậy, tiểu phẩm này của Nam Thư còn được ban giám khảo đánh giá cao về kỹ thuật diễn lẫn nội dung. Sau ít ngày phát sóng, tiểu phẩm này đạt gần 2 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt bình luận, nhanh chóng đưa cái tên Nam Thư đến gần với công chúng hơn. Cũng từ đó, ekip cuộc thi Cười Xuyên Việt tự phong cho Nam Thư là Kiều Nữ Làng Hài, một cái tên đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động nghệ thuật của cô. Tích cực hoạt động nghệ thuật, Nam Thư dần góp mặt trong các live show hài của Chí Tài, Hoài Linh, Cát Phượng, tham gia đóng phim hay diễn tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Kể từ đây, sự nghiệp của Nam Thư ngày một phát triển. Năm 2018, Nam Thư dùng số tiền tích góp tự tay xây dựng dự án mới trên kính trên YouTube của mình với bộ phim cổ trang Nam Phi Liên Hoàn Kế. Nam Phi Liên Hoàn Kế là một series phim xoay quanh cuộc sống đầy ganh đua và toan tính của các phi tần trong cung. Bên cạnh đó còn có sự khắc nghiệt của Thái Hậu, Thánh Chửi Minh Dự, sự trăng hoa của Hoàng thượng Anh Tú. Không thể phủ nhận rằng bộ phim đem lại tiếng vang lớn khi được đông đảo khán giả đón nhận. Tuy nhiên bộ phim vẫn vấp phải nhiều ý kiến chê trách như nhảm, nhiều phân cảnh vô duyên, nội dung lỗi thời. Luôn khát khao cháy bỏng với nghề, Kiều Nữ Làng Hài tiếp tục mạnh tay thực hiện dự án thứ hai của mình, đó là web drama Thập Tứ Cô Nương, xoay quanh những câu chuyện ân oán trong giới giang hồ. Lần này, tên tuổi của Nam Thư thực sự gây được tiếng vang, khi chỉ vừa công bố trailer vào ngày 8 tháng 2, nhưng đã khiến nhiều người quan tâm với hơn 1,7 triệu lượt xem. Ngoài ra, các tập phim của Thập Tứ Cô Nương hút hàng triệu lượt xem và ngày càng tăng cao. Nam Thư đảm nhận vai nữ chính Thập Tướng trong dự án thứ hai của mình, đó là web drama Thập Tứ Cô Nương. Vừa qua, Nam Thư vinh dự được nút vàng YouTube khi kênh của cô cán mốc 1 triệu thành viên theo dõi sau 11 tháng thành lập. Mới đây, Nam Thư thành lập công ty riêng của mình chuyên hoạt động về lĩnh vực sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Nam Thư từng gây chú ý với chuyện tình đẹp 6 năm kết thúc trong vòng 3 phút. Nhắc đến Nam Thư, nhiều người sẽ nhớ đến câu chuyện tình yêu đẹp với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Những tưởng hạnh phúc sẽ viên mãn sau 6 năm yêu nhau thì cô và bạn trai chính thức chia tay. Chúng tôi yêu nhau 6 năm nhưng chia tay chỉ qua 3 phút điện thoại. Anh gọi nói với tôi, anh thấy em với anh làm sao ấy. Tôi liền bảo em cũng thấy kỳ kỳ, vậy chúng ta thôi ha. Thế là chấm dứt, ai cũng bảo tình yêu của chúng tôi như phim. Nam Thư từng chia sẻ với báo giới về câu chuyện tình yêu của mình. Được biết hiện tại Nam Thư đã có bạn trai mới, nhưng đối với Quách Ngọc Tuyên, cả hai vẫn giữ được tình cảm thân thiết. Những show diễn ở xa, bạn trai không có thời gian đưa đón, Nam Thư vẫn thường nhờ người yêu cũ Quách Ngọc Tuyên chở đi. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết đối với cô, yêu ghét rõ ràng. Một là phủ định, hai là khẳng định chứ không bao giờ có lưng chừng, nửa này nửa kia. Nói về chuyện kết hôn với mối tình 2 năm cùng với anh chàng kỹ sư, Nam Thư cho biết cô muốn công việc được ổn định thì mới tính đến chuyện kết hôn. Chia sẻ về chuyện tình mới của mình, Nam Thư nói,
Cô và bạn trai hiện tại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như cô vui vẻ, tăng động, hành động theo cảm xúc, thì bạn trai cô lại là một người trầm tính và nghiêm túc, luôn đề cao lý lẽ và bằng chứng. Cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược và có thể nhờ như vậy đã khiến cả hai yêu thương và gắn bó với nhau hơn.